Rồi bây giờ mình sẽ quay về phía đằng sau để mình sẽ đo những cái mức điện áp mà có trên cái tivi CRT. Tạm thời mình lấy cái miếng này á, mình kê lên cho nó cao cao á để mình dễ đo. Đó. Nhớ nha. Cái bo là không được đụng vào cái phễu đèn hình nha. Đây là mát, khi nó chạm chạp rồi nó gây ra những cái ban nó không không đáng ha. Rồi bây giờ mình sẽ nhìn lên cái bo ha. Những cái chân này nè chính là cái ngõ ra của cái biến áp xung của bộ nguồn nha. Ngõ ra thứ cấp của biến áp xung đó. Thì mình sẽ nhìn vào mấy cái cọc dây á, mình thấy nè. Đây nó để là 110V này ha. Đó. Cái nó đưa qua diode nắng thành điện một chiều, cái đưa qua cái tụ, hai chân tụ nè. Đó. Rồi cái nó đưa lên cái cuộn dây, đây đầu cuộn dây ha. Qua đầu cuộn dây bên kia. Rồi mới tới đưa qua cái tụ, cực dương của cái tụ, cái đưa vô chân số 4 của biến thế playback nha. Rồi từ chân số 4 này nó sẽ nối vào cái chân số 2 của biến thế playback. Đây, chân số 2. Đó, rồi bắt đầu nó đưa cái mạch in vô. Đây, đưa lên mạch in ha. Rồi nó đưa vào cái chân C của sò ngang. Đó. Chân C nằm giữa, đó. Thì khi mình đo đo điện áp DC mình đo đây cũng được nè. Mình có thể đo tìm điện áp 110 tại đây khi mà máy nó đang hoạt động ha. Cũng có thể là mình kẹp hai cái que đo vào hai cái đầu tụ này cũng đo được. Mà kẹp vào hai đầu tụ này ở đây cũng đo được. Mà đo trực tiếp tại chân C sò ngang để tìm 110V DC cũng được luôn nha. Đó. Rồi, hồi nữa mình sẽ đo ở đây để tìm 110V DC. Đó. Rồi ở cái phần này người ta ghi là 26,5V. Đó, nó đi qua diode rồi lọc bởi cái tụ này, đây hai chân tụ nè, nha. Đó. Rồi đưa qua điện trở. Rồi chạy tới cái cầu nối J ha. Rồi đưa qua điện trở nhỏ nữa nó giảm áp từ từ. Rồi, đưa qua cái cầu nối J này. Nó đưa điện áp khoảng thì nó để 26,5 thì nó ra khoảng 27V. Nó cấp cho cái con IC quét dọc. Đây là cái con IC quét dọc. Ha. Đó. Rồi kế tiếp nữa là nó để là 11V nè, 11V nè, đưa qua diode nó nắng thành điện một chiều lọc bởi cái tụ này đó. Rồi nó đưa qua đây đó, nó đưa vào một cái những cái con IC IC ổn áp chẳng hạn như là 7808, 7805, nó cấp cho con IC tổng này. Thì trên cái đường 5V đó đó nó sẽ tách ra hai đường nhỏ nữa. Một đường á là 3,3V ha. Nó cấp cho con IC nhớ này ha. Đây IC EEPROM nè. Đó. Rồi nó tách thêm một đường là 1,5V nữa để nó cấp cho cái mạch reset nằm bên trong con IC tổng này nè. Mạch reset đó thì thuộc cái phần bên vi xử lý. Mà vi xử lý thì người ta cũng đóng gói vô cái con IC này luôn. Đó, chỉ có một con IC ha. Cho nên gọi nó là IC tổng. Đó. Rồi tiếp theo mình có đường nguồn nào nữa? Đường này rồi phải không? Rồi tới đường này. Nó để là 13V. 13V này nè, đưa qua diode này. Nắng xong sau đó lọc bởi cái tụ này, à, cái tụ này nè. Rồi đưa qua điện trở để hạn dòng, rồi lọc cái tụ nữa, lọc đường tụ nữa ha. Rồi từ cái tụ này nó cấp nguồn cho con IC âm thanh. Bây giờ mình sẽ đo những cái mức điện áp nguồn này nha. Coi nó có đúng như vậy không nha. Rồi, bây giờ mình đo. Rồi để đo điện áp DC cái que đen này á thì mình sẽ chấm xuống mát. Còn que màu đỏ này mình sẽ chấm vào cái điểm cần đo, phải không? Đó, lấy mát thì mình sẽ có hai cách lấy ha. Mình sẽ dò trên mạch, mình tìm cái điểm mát rồi mình chấm cái que đen vô đó.
Rồi cái que đỏ này mình sẽ chấm vào cái điểm cần đo. Chẳng hạn như tôi đang đo tại C sò ngang nè. Đó, tôi chấm về đo cũng được nè. Đó. Đó. Đó là một cách đo. Rồi cái cách lấy mắt thứ hai là mình sẽ kẹp cái que đen này vào cái dây đai của màn hình nha. Dây đai màn hình đó chính là cái dây nối mát cho đèn hình, mà cái mát đó cũng là mát nguội của toàn cái máy nha, toàn bộ cái bo mạch này nha, trừ cái mát nóng thôi. Cái mát nóng thì người ta có phân dùng cho mình nè, đó cái mát này nè là mát nóng này ha. Đó, đây là cái dùng bộ nguồn ngõ vào nè, bộ nguồn xung nè nha. Cái mát này là không phải ha. Còn từ cái phần này đổ về phía sau cho tới đèn hình luôn là mát nguội ha, mát nguội. Thì mình sẽ tìm cái dây đai đó, mình sọc nó vào đây đó để mình lấy mát. Đó, lấy mát như thế này đó. Cái dây đai nè đó, dính vào con cái đế này đó, mình sọc vào đây làm sao cho nó cứng cứng, nó vừa nó dính thôi ha. Chẳng hạn nó chưa cứng thì mình gài nó lại như vậy nè cho nó cứng đó ha. Hoặc là trên cái sợi dây đai mát này nè, nó có một cái lò xo kéo giãn, mình cũng có thể sọt vào cái lò xo đó, nhưng mà cái lò xo thì nó nằm phía bên kia rồi ha, phía bên kia đó. Rồi bây giờ mình sẽ lấy mát ở đây cũng được, cái mình đo thôi nha. Rồi bây giờ mình sẽ đo cách thứ nhất. Bây giờ mình cắm điện mở cho cái tivi nó chạy nha. Rồi mình sẽ đo điện áp tại cực C sò ngang luôn để tìm điện áp 110V nha. Đồng hồ thì mình bật nó về cái thang đo điện áp DC. Mở đèn này lên đó. Nha. Rồi cái que đỏ thì mình sẽ chấm vào cái cực C của sò ngang. Que đen thì mình chấm xuống mát. Rồi sau đó mình sẽ mở cái công tắc nguồn nha. Đó, để sẵn như vậy nha. Rồi, bắt đầu mình sẽ mở công tắc nguồn, để ý cái đồng hồ nha. Đó, nó đang chạy đó nha. Thấy 111 không? 110, 111 đó, đó, thấy chưa? Đó. Đó, cái màn hình nó đang chạy đó, họ thấy không? Rồi, tắt. Đó, nó thì nó phải giảm về thôi, ha, nó đang giảm về. Chừng nào nó hết điện thì thôi, nha. Đó, ok chưa? Khi mà cái con sò ngang nó chạy á, thì cái điện áp 110 cấp trên cái chân C đó nó cũng đâu có giảm bao nhiêu, phải không? Rồi mình sẽ đo cái cách thứ hai. Mình sẽ xọt cái que đo, cái que màu đen ha, mình xọt mình vào cái dây đai đó để mình lấy mát tại chỗ này nha. Rồi cái que đỏ này mình sẽ cầm đo nha. Rồi, que đỏ này mình sẽ chấm nó vào cực C của sò ngang. Tại cực C này nha. Đó, rồi nhìn đồng hồ nha. Mở máy. Thấy 111 không? Thấy chưa? Cái máy đang chạy đó. Thấy không? Rồi, tắt máy. Ok chưa? Đó. Rồi những cái đường điện áp hồi nãy mình dò được đó, mình cũng có thể đo luôn nha. Mình đã lấy que mát ở đây rồi ha, lấy mát rồi, mát đèn nè. Rồi đây mình cứ chấm vô mình đo thôi ha. Đây là cái đường nguồn 110 nãy mình đo rồi ha. Bây giờ là cái đường 26,5V. Rồi mình đo tại
cathode của cái con diode nắng nó ha. Đây mình chấm rồi, chấm que đây ha, thấy không đó, mình chấm que đo tại đây nè, rồi để như vậy đi đó, vậy thấy ha. Rồi mở điện nó ra là 27,7 V ha. Đây là đường nguồn cấp cho con IC quét dọc ha, IC công suất dọc. Rồi kế tiếp là cái đường nguồn 11 V, nó để 11 V nè. 11 V này nó cấp cho cái dòng IC họ 78 ha. Rồi đó, 11 V đâu đây đó, mình chấm tại cái cathode của nó ha. Rồi mở nguồn 9,45, thấy chưa đó. Từ cái điện áp 9,5 này nè, nó sẽ đưa qua IC ổn áp 7805 để nó lấy 5 V, nó cấp cho IC tổng nha. Rồi đường nguồn tiếp theo nó để là 13 V đó, 13 V này là nó cấp cho IC âm thanh đó. Rồi mình sẽ đo tại cathode của nó, cathode của con diode nắng nha. Đây nha. Rồi thấy ha, mở nó ra tới 15,8 V, thấy chưa. Nó chỉ có bao nhiêu đường nguồn đó thôi, thấy không. Rồi đúng rồi, bao nhiêu đường nguồn đó thôi. Rồi tại C sò ngang mình đo rồi ha, bây giờ mình đo lại nè. Tại C sò ngang nè, một que chấm mát mát đèn ha. Rồi que còn lại mình sẽ chấm tại cực C sò ngang nè đó. Rồi mở máy cho nó chạy nè, thấy chưa, thấy 110 không, 110,9,8 đó, thấy chưa đó. Rồi cái tần số quét ngang của một cái tivi CRT là người ta để là 15.625 hẹt, phải không. Mình cũng có thể đo được cái tần số đó luôn nha. Rồi cái tần số quét dọc nó là 50 hẹt, mình đo được tần số đó luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ rút cái que đo ra. Socket này ha, nó có bốn cái chân nè, bốn cái chân socket này ha. Đây chính là cái socket mà cắm cái tín hiệu quét ngang và quét dọc đưa lên cái cuộn giót của đèn hình ha. Đó thì khi mình đo tần số thì mình sẽ phải đo tại chỗ này ha. Đó thì nó sẽ dễ hơn ha. Đây mình nhìn kỹ nha, nó có bốn cái cặp nè, 1 2 3 4 nè. Đây chính là cái socket để nối tín hiệu quét ngang và tín hiệu quét dọc đưa lên giót đèn hình để quét khung sáng ha. Rồi từ cặp số 1 tại chân C sò ngang ha, tới cặp số 2 á thì cái khoảng cách nó rộng hơn, đó chính là hai cái cặp của tín hiệu quét ngang đó. Rồi hai cái cặp còn lại nó gần gần nhau nè đó, cái khoảng cách nó gần nhau nè, thì đó chính là cái hai cái cặp của tín hiệu quét dọc. Khi mình đo tần số của nó thì mình sẽ chấm vào ngay chỗ đó mình đo ha. Rồi cái đồng hồ á mình sẽ bật về cái thang đo tần số. Đó, đây là thang đo tần số HZ ha, là hẹt á. Rồi mở đèn nền lên. Bây giờ mình sẽ đo tần số quét ngang trên hai cái chân socket
đưa tín hiệu quét ngang lên vót ngang ha. Đây mình để sẵn như vậy nè, đó rồi để một chỗ nha, rồi mở điện bao nhiêu, 15,62 kHz máy đang chạy nha. Rồi đó lại này nha, do cái tay mình đó. Rồi mở điện thấy 15,6 không, 15,5, 15,6 đó, thì nó tự động nó điều chỉnh tần số thôi nha, nó phải cái sai lệch chút xíu. Rồi ok, phải 15,625 hạt không, là 15,6 kHz. Ok ha. Rồi bây giờ mình sẽ đo tần số quét dọc. Tần số quét dọc á, ở những cái máy nội địa khi mà người ta mua hồi trước có cái vụ mà máy nội địa đó, thì tần số quét dọc nó là 60 không? Theo cái lưới điện của cái nước người ta. Còn á, cái tần số quét dọc của cái lưới điện mình đó là 50, thì tần số quét dọc này cũng phải là 50 nha. Hồi trước có cái vụ mà chuyển switch đó. Rồi bây giờ mình sẽ đo cái tần số quét dọc, mình sẽ chấm cái que đo vào hai cái cọc mà đưa tín hiệu quét dọc lên cái cuộn dốc dọc, rồi chấm nó vào đây nha. Rồi mở máy. Bao nhiêu? 49,9, phải 50 không? Thấy không? 49,9, 49,8 đó là 50 Hz. Rồi, ok. Những cái thông số cần thiết ha, mình đã đo xong.